Dùng thiết bị công nghệ quá nhiều như laptop, điện thoại di động có thể gây hại thế nào đến não bộ của trẻ? Hãy cùng bác sĩ Hiền Minh tìm hiểu qua video này nhé! Theo một nghiên cứu tại Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho thấy, những em bé có sử dụng thiết bị công nghệ nhiều hơn 1 giờ mỗi ngày có khả năng bị rối loạn não bộ và kém phát triển hơn so với những bé không sử dụng. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã sử dụng máy MRI để quét não của 47 em bé khỏe mạnh trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi và chưa có bé nào bắt đầu đi học mẫu giáo, đồng thời cho các bé làm bài kiểm tra nhận thức để đo khả năng đọc, viết và ngôn ngữ của các bé. Kết quả cho thấy, so với những bé có ít hoặc không có thời gian sử dụng thiết bị điện tử, những bé sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn 1 giờ mỗi ngày mà không có sự tương tác của ba mẹ có các biểu hiện như chất xám trong não của con sẽ kém phát triển hơn, mà chất xám thì lại rất quan trọng đối với sự phát triển ngôn ngữ, khả năng đọc, viết và trí tuệ của bé. Thứ hai là có nhiều chất xám hỗn loạn, điều này có thể khiến cho não bộ của bé không thể hoạt động nhanh chóng được. Ngoài ra, các kết quả của bài kiểm tra nhận thức của các em bé này cũng có phần kém hơn. Và trên thực tế, kết quả này vẫn chưa thể kết luận được điều gì bởi quy mô nghiên cứu còn rất nhỏ. Tuy nhiên, ba mẹ có thể xem thông tin này như một cơ hội để tạo thêm những hoạt động bổ ích ngoài đời thực cho các con và giúp con xây dựng phát triển trí tuệ một cách hiệu quả hơn nhé.